Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Thị Giang. Nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe, nhiều bệnh an. Hôm nay mình theo anh Ba, anh Dân với anh Dũng đến quán Hương Mai, cầu Gạch Miễu, Cây Bè, Tiền Giang để quay ba anh cưa cây phượng nha cả nhà. Thì anh Dũng đã leo lên mé trước rồi. Rồi bên đây là có cái mái tôn, bên bển cũng có cái mái tôn, ở dưới có những làn dây điện wifi, nên mời cả nhà cùng theo dõi nha. Anh Dân bắt đầu leo lên nè. Cây này cũng gọi là cây phượng vĩ nha cả nhà. Dân bắt đầu leo. Cái dao gì đâu mà lục dữ anh Dũng. Cái này cũng khoảng 8-9 mét thôi nha cả nhà. Thì bên dưới chống sảy ở bên dưới. Trời hôm nay âm u quá, không được đẹp lắm. Anh Dân sẽ treo cái nhánh ngay trang cái mái tôn đó. Cái này thì em ra cái bộ thì treo dây. Treo dây chắc ăn hả anh? Cây không lớn lắm nhưng mà có nhiều độ khó nha nhà. Thank you.
đây á. Anh Văn đã tính ảnh cũng không kỹ lưỡng cho lắm chút xíu thôi chứ thầy cô cũng ok rồi cả nhà, nhưng mà cũng giờ mà bên dưới không thấy rõ lắm, khi những cái tại vì điện nhỏ anh cứ nào thấy lắm. Ở dưới rồi thường thường hay là ảnh bên dưới cộng dây điện.
đang nhấp nhấp cái nhánh này. Trời ơi. Không được rồi. Chí này ông lên. Ông lên mạng vô khi biết đâu cừ ông. Gỡ ra, đúng rồi. Hai anh này người thì chặt, người thì cưa. Thật là thú vị. Dũng đã hoàn thành xong những cái nhánh rồi. Quá hay luôn. Xuống nghỉ ngơi ăn cơm Dũng ơi. Quá hay luôn. Lính du thủy. Đệ tử du thủy. Anh ba ẩm anh Dũng xuống giùm em anh ba ơi. Ẩm xuống. Chơi thêm chứ nhà ơi.
Gì đâu, ở đâu rớt gì đâu. Nơi bộ hơi sợ thế. Ê, đang quay không gì chữ này. Cộng cho với giò anh á. Này xuống nữa không? À, cắt lấy như vậy không? Cắt lấy như vậy kìa. Cái phần ở trên thôi nha cả nhà, chừa cái góc lại. Nhờ mình có nhiêu đó mình làm được những cụ. Xong rồi kìa. Chờ lại không? Qua sợi dây điện vô trong cái bộ đó nha cả nhà. Giờ dưới đó mạch nó thôi phải không? Mạch xéo đâu? Trên này có đúng nữa không? Không không. Vậy vừa phải không? Cắt xuống ngang khúc đó nữa. Giống như chừa cái góc lại vậy. Cưa thêm một phần nữa hả? Cưa thêm một cái nạn. Cưa thêm một cái. Xong cây phượng nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn các video mới tiếp theo.